Hola, ông xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2019. Thì ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu với các cô chú một số giò kim điệp xuân, hàng rừng và cây bên con đều đang ra vỏ hoa nha cô chú. Đây là hàng Tết. Giò này có hương thơm rất là dịu luôn. Kim điệp xuân nha chú, hàng rừng. Có hương thơm rất là dịu, rất là ngọt. Và hôm qua con cũng đã quay một cái clip kim điệp xuân rồi. Và hôm qua con đã bán hết. Hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú phiên mới. Hoa rất là thơm nha cô chú. Và từ đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Ở đây là giò mã số 1A cô chú. Cái này vừa hoa mà vừa búp luôn. Giá của giò này là 550, mã số 1A. Cọng rất là to luôn cô chú, rất là mập. Mấy mầm con đang lên nè, rất là nhiều mầm con đang lên. Mã số 1A. Vò hoa ra rất là nhiều cô chú. Đang gọi lên nè. Giá tiền là 550.000, mã số 1A. Cọng rất là mập luôn. 550. Giờ mã số 1A. Đây mầm con lên rất là nhiều nè. Mã số 1A 550.000. Đây là giò mã số 2A. Cọng rất là mập luôn. Đang sưng mắt và đang ngủ rồi cô chú. Mã số 2A. Giá tiền của nó là 600.000 mã số 2A nha cô chú. Cây đều đang sưng mắt và nó đang búp hết rồi. Cọng rất là mập. Hoa này có hương thơm rất là dịu cô chú. Đây là cái mặt sau của nó nè. 600.000, đây là giò mã số 2A. Mã số 2A 600. Rất là nhiều thân nha cô chú. Thân nào cũng rất là mập luôn. Kim điệp xuân hàng rừng. Rất là nhiều thân. Mã số 2A 600. Đây là giờ mã số 3A của chú. Giá của nó là 600 luôn. Đang vòi hết rồi nè. Cây con mà nụ rất là nhiều nha cô chú. Người đang ra nụ hết rồi. Giờ mã số 3A 600.000. Số 4A nè cô chú. Giờ này nó quay ghép xung quanh cái miếng gỗ luôn. Đều đang nụ rồi nè. Đều đang sưng mắt và đang nụ. Giờ mà số 4A 650.000 cô chú. Đây rất là nhiều thân luôn. Nó bao quanh cục giớn rồi nha cô chú. Cục gỗ. Nó bao vòng cục gỗ luôn. Mà số 4A 650.000. Mã số 5A nha cô chú. Giá tiền là 500. Đang vồ hoa hết rồi. Đều đang sưng mắt và đang vồ nha cô chú. Đây là hàng Tết. Giờ mã số 5A 500.000. Cây rất là mập luôn, rất là khỏe. Có hương rất là ngọt cô chú. Mã số 5A 500. Đây là giờ mã số 6A cô chú. Này giờ khủng luôn á. Có giá là 1 triệu nha cô chú. Cây con với lại vỏ hoa đều ra rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Một cây có thể ra 2 vòi luôn cô chú. Vòi giờ mình về thì nó cũng hơi hoành tráng nha. Khi có hàng đi thì con sẽ hùng nào mà cướp nhiều quá thì con sẽ báo lại cho cô chú. Giờ mã số 6A. Giá của nó là 1 triệu. Thì giờ thì tiền cướp này là do bên con tính luôn rồi, nên không có lo mà thì cứ cao nữa. Cái nào có cao lắm thì con sẽ ăn gian cho các cô chú, là con sẽ đo thiếu không.
vài xăng là nó sẽ giảm từng tiền thùng xuống. Giờ mã số 6A có giá là 1 triệu, rất là nhiều thân, rất là đẹp luôn. Giờ to nha cô chú, mã số 6A. Đây giờ mã số 7A, giá của nó là 700.000 luôn chú. Mã số 7A rất là nhiều vò hoa nha cô chú, cổng rất là mập, thân rất là mập luôn. Mã số 7A kim đẹp sưng, đều đang sưng mắt và có vòi này, cây con cũng ra rất là tốt luôn, rất là mập. Giá của vò 7A này là 700.000 nha cô chú, rất là nhiều thân, cây rất là đẹp, 700.000. Đây giờ mã số 7A. Giờ mã số 8A. Rồi cũng rất là nhiều thân, giá của nó là 850 cô chú. Mã số 8A rất là nhiều thân và nụ rất là nhiều luôn, một giò nó khoảng 3 nụ luôn. 8A giá là 950. Xin lỗi chú, giò mã số 8A giá là 850 nha cô chú, rất là nhiều thân. Đây là mã số 9A giá là 800. Mới nở nó không có thơm nha cô chú, khoảng mỗi ngày nó bung cánh, bung thẳng cánh nó mới thơm, luôn rất là dịu. Điều đang nụ quá rồi. Giờ mã số 9A có giá tiền là 800. Cây rất là đẹp. Một thân là có thể ra 2 đến 3 bồ hoa nha cô chú. Đang sưng mắt. 10 giá là 450. Bốn cho 50.000. Giờ mã số 10. Giờ mã số 11 giá là 500 của chúng. Rất là nhiều vò hoa, mã số 11, 500.000. Hey. Thân nào nó cũng đang sưng mắt và chuẩn bị đau hoa hết. Đây là hàng Tết nha cô chú, kim đẹp sưng, giờ mã số 12. Giá tiền như này là 400. Mã số 12A 400.000. Đây là giờ mã số 13. Giá của nó là 500. Giờ mã số 13A 500.000. Đây rất là nhiều thân, rất là đẹp. 500.000. Số 14A có giá tiền là 400. 400.000 mã số 14A. Giờ mã số 15 giá tiền nó là 300. Rất là nhiều hoa. 300.000 mã số 15. Đây là mã số 16 của chú. Giá tiền là 200.000, mã số 16A 200. Đây là giò mã số 17A, giá của nó là 400.000, mã số 17A. Đây là mã số 18 có giá là 250 của chú. 250.000 mã số 18. Thứ cuối cùng mã số 19 có giá tiền là 200. Giờ mã số cuối cùng, mã số 19.